Chào mọi người, hôm nay mình làm báo giá này để cập nhật đến các bạn cái giá mới nhất, giá bán buôn của chiếc nhôm lá liễu bản 150. Hôm nay mình vừa mới bán về Hải Hậu, Nam Định, khách hàng là anh Hưng. Sau đây mình sẽ làm báo giá này để giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn. Lam nhôm lá liễu bản 150, khách hàng yêu cầu là sơn màu trắng. Kích thước thì là để nguyên cây 6m dài. Số lượng khách hàng lấy khoảng 10 cây. Đơn giá của cái lam nhôm lá liễu bản 150 thì đến thời điểm hiện tại bên mình đang để giá bán buôn là 200.000 1m dài. Và mình tính được thành tiền bằng kích thước nhân với số lượng và nhân với đơn giá. Và mình vừa tính được giá tiền của 10 cây lam nhôm lá liễu bản 150, mỗi cây 6m là 12 triệu đồng. Khách hàng yêu cầu là khoảng số lượng đầu bịt là 55 đầu bịt, đơn giá 15.000 đồng một đầu bịt. Và thành tiền bằng số lượng nhân với đơn giá. Kẹp trước khách hàng yêu cầu là khoảng 24 cái, đơn giá cũng là 15.000. Và thành tiền mình tính được bằng số lượng nhân với đơn giá. Và tổng đơn hàng thì chính bằng sum của tất cả các sản phẩm. Vừa rồi mình đã tính được tổng giá trị đơn hàng là 12.825.000 đồng. Video vừa rồi mình đã gửi đến quý vị và các bạn báo giá của giá bán buôn chiếc nhôm lá liễu bản 150 màu trắng cùng với phụ kiện là đầu bịt và kẹp chớp. Thông tin chi tiết hơn về cái sản phẩm lam nhôm lá liễu cũng như là các loại lam nhôm chắn nắng khác, các bạn có thể click vào đường link website mình để bên dưới phần mô tả của video, hoặc là các bạn muốn tư vấn cụ thể hơn về các sản phẩm lam nhôm chiếc nhôm, các bạn có thể gọi đến số điện thoại 0982064269, mình sẽ tư vấn và báo giá cụ thể chính xác cho các bạn. Video này mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video mới.